Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, hôm nay đi quay review chuyển cá, dời cá qua cái Aqua Studio. Thì trên đường đi là bể hai cái bánh xe luôn, hai cái bánh sau bể hết luôn các bạn. Hên quá là gặp được ông chú đây, ông chú xử lý giùm hai bánh luôn, bánh bên này bánh bên kia, đã xử lý xong cái bánh bên này rồi. Đây nãy bể cái này dứt cái rồi, nguyên con một lon luôn, không biết còn đây không. Trong hồi nãy là cái bánh này nó xẹp, phát hiện ra bánh này, chạy vô đây đi cũng cả km hơn mới kiếm được chỗ giá. Thì sau khi giá xong bánh này, hai anh em đang ngồi uống nói chuyện á, thì lại nhìn thấy nguyên cây đinh của bên kia nữa. Coi như là hôm nay là có lộc ha, ăn hai cây luôn. Đâu rồi cái cây nãy, đây. Cái bánh bên kia nãy là dứt cái nguyên con bù lon này luôn, nó ghim sâu vô trong vỏ luôn, nó gãy mất cái đầu luôn. Cho nên là không phát hiện ra, phải mở ra, xong rồi ngâm nước thì nó mới xì cái bọt lên á, là mới phát hiện ra nó, là giá xong cái bánh đó rồi. Thì sau khi giá xong cái bánh đó, đang ngồi đây uống nước nè. Tự nhiên nhìn qua thấy thằng Đại nữa, thấy thêm thằng nữa dính đây. Tại sao mình tính ngồi quay chơi, mà mình tính ngồi chơi thôi mà cuối cùng quyết định là quay, tại thấy con chú làm cực quá. Biết sao cực không? Tại cái con ốc của cái dòng xe Ford này nó dở lắm các bạn. Nó đây là con ốc zin của nó nè. Ốc zin của nó thì bên ngoài nó xài cái nắp chụp này bằng nhôm. Thì cái này là nó nóng lên nó nở, nó nở to ra, cho nên là cái khóa zin của cái xe nó đưa thì không có nhét vô vừa cái này được. Đó. Và ở những cái chỗ chuyên nghiệp người ta có rất là nhiều cái size khóa khác nhau, cộng với cái máy móc khác nhau mà người ta mở còn chạy gì chống giải. Nãy ông chú bận áo, ông giá trong hai bánh nóng quá, cởi áo luôn. Coi như là nửa tiếng đồng hồ mới mở ra được cái bánh xe nha các bạn. Thì cái xe của mình á là cũng trải qua nhiều lần giá rồi. Thì những cái chỗ giá khác á, người ta cũng đưa vô tùm lum ốc á, ốc tạp tùm lum á, đủ số á, 19, 17 tùm lum á chú. Đó, cho nên là rất là cực luôn. Thì ông chú ông ấy làm đủ mọi cách á, gõ búa đồ này nọ, cuối cùng mới mở ra được. Giờ là vô bắt đầu xả ra giá. Cái bánh bên kia là mình phải giá tới hai lớp lần á mới chịu nổi. Cửa hàng mình mở đây giá lâu chưa chú? 93 tới giờ hả? Trời, 93 tới giờ là bao nhiêu năm ta? 7 năm cộng với giờ 29 năm rồi. 23, 30 năm luôn, 30 năm luôn. Hàng chi là kinh nghiệm đầy mình luôn. Cái bánh này á, cái bánh này á là hồi nãy á là nó chưa có xì. Nó chưa có xì mà mình chỉ thấy lòi cây đinh thôi, thì mình mới báo với chú, chú nói là khoan để khựa ra thử coi có xì hay không. Nếu không xì tính là nó chưa có vô thì không sao. Mà ai ngờ mới xả xả chút nó xì cái sẹt luôn, cho nên là phải tháo ra giá luôn. Mà giờ nó có mấy cái máy này hỗ trợ cũng dễ dàng chút xíu thôi chú ha. Chứ thời gian trước á là phải dùng nại dùng đồ mới tháo ra được này đúng không? Giờ máy móc làm không à, cũng đỡ. Cũng nhàn hơn. Hồi xưa là ôi cực lắm. Thì những ngày cuối năm đi đi chạy show, đi quay cho giới thiệu những cái cửa hàng, những cái farm, những cái sản phẩm mới của anh em cũng vui. Công việc bận rộn, thấy ai cũng tất bật lo làm ăn để chuẩn cho một cái Tết nó sung túc. Đó, bản thân mình cũng được hai cái lộc luôn. Máy này chắc cũng mới đầu tư rồi, mới ngon. Cũ quá mới đổi hả chú? Hình như là cũng 30 năm rồi các bạn. Cửa hàng này tồn tại 30 năm mà có giá trị về thời gian á.
mình chú làm hả chú? Trước lâu lắm, bây giờ phải không có làm mình thôi. Dạ kệ lai gai lai gai rồi, không có chú rồi xe tao bể xe dọc đường là cũng mệt à. Bình thường á thì không có để ý đâu bạn, nếu mà xe ngon lành chạy xe bình thường không để ý mấy này đâu, mà thử bể bánh cái đi rồi thấy cảnh giữa đường mà bể bánh xe mà gặp được cái chỗ giá xe là mừng lắm. Cái máy này dành cho những ai chưa biết ha, đó nó quay vậy nó lật cái bánh ra ngoài, nó tháo giữa cái mâm với cái bánh ra, này là mặt trên nha, giờ đầu đảo xuống mặt dưới nè là đưa ra được, chứ ngày xưa là phải dùng mấy cái xà beng nại vô rồi đứng banh ra làm cực lắm. Nhớ hồi xưa mấy cái bánh này là nó giá mà nó có lửa đúng không chú? Chơi cái máy ép chơi cục than các bạn. Đó, ép vậy. Nè, đây. Cái này là kiểu đúng hồi xưa luôn, ép. Cái này là đúng là xài đúng kiểu hồi xưa luôn nè. Cái này là xài nhiệt, cái này dầu hỏa đổ vô đốt nè. Sau này thì mấy cái máy ép này nó còn có dạng là điện. Ha, còn đúng ngày xưa là chơi dầu hỏa vô đây nè, ép luôn. Hồi xưa xe máy rồi vậy, cũng vậy xe hơi, xe tải gì cũng có một kiểu một à. Nè lấy ra được nè. Nhẹ nhàng không? Lấy ra được nguyên cái bánh nè. Còn ngày xưa mà để lấy được cái bánh ra khỏi cái đó thôi, trần ngại lai khổ luôn. Bây giờ giá nó nhanh hơn rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ rút cây đinh ra, bắt đầu mài giá. Cái này hả, này thuộc Dĩ An, Bình Dương. Thì cái Awa Studio nằm bên quận 9 đó các bạn, nằm gần gần Suối Tiên á. Thì lúc mình chở cá xong mình nhìn thấy vô bánh xe xẹp lép à, thôi đi giá luôn. Đây. Đó giờ máy móc làm hết ha. Ngày xưa là phải chà tay, chà tay. Cái này nó chưa có vô sâu lắm ha. Đó, có lủng lỗ đó. Mướt mồ hôi. Nóng quá nóng. Và hôm nay là trời cũng tương đối mát á. Có những bữa nắng khủng khiếp nữa. Qua Tết thì thấy cảnh. Ba mươi năm á các bạn hình dung cái khoảng thời gian 30 năm không? Quá lâu luôn á. Ủa này mấy xe bít rồi xe tải lớn xe công là cũng mình chú chơi luôn hả? Hay là có người phụ nữa chú? Trời ơi chơi mình luôn, còn quá khỏe luôn. Cũng nhờ máy móc giờ nó hỗ trợ hết thì cũng đỡ ha. Cái này tụi nước ngoài tụi nó biểu diễn nó bơm cái hơi gì vô xong nó bật hộp quẹt cái nó làm cái bơm cái bung ra luôn đó nè. Vỏ nó không bung. Vỏ không bung. À vỏ không bung mới làm đó được hả? Đúng rồi, còn vỏ. À cái đó là mấy cái vỏ giống như nó quá đát thôi chú. Nó hết bung rồi. Vỏ sẽ cong nữa. Dạ dạ. Chú này nhiều chú? 50 có 55 không? Một mình chơi hết luôn.
đang quét keo, đợi keo nó khô khô. Ai mà nhớ là ngày xưa đi giá xe có vụ ép xong rồi gõ ha, y như mày gõ vậy đó, nẹp vô gõ cốc 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 cốc. Đây thêm một cái lọc nữa, coi như là bao nhiêu cái xui của năm ngoái trong này có hai cây đinh vào những ngày cuối năm là giải quyết xong rồi đó. Thường thường góc độ tâm linh vui vui ta nói mấy ngày cuối năm là hay trả cho dứt nợ cũ ha, bị mấy cái lỗi lặt vặt linh tinh rồi này nọ, trả dứt nợ năm ngoái. Đây giờ mình vô đây mình sẽ coi chú sử dụng cái máy này cho cái bánh này vô cái mâm lại nè. Rất là đơn giản luôn. Máy bấm nó hỗ trợ rất là đơn giản. Một cái máy này là bánh size nào là cũng xử lý được hết hả chú? Có đủ cái... À, còn bánh mà kiểu container bự là phải máy lớn hơn à? Nãy giờ chú tên gì con quên hỏi nữa. Chú tên gì chú? Chú Tám. Chú Tám hả? À, chú Tám nha anh em. Dạ. Yeah. Giờ bơm hơi vô là lụm. Mấy ốc này dở. Dạ mấy ốc này dở. Ốc này mình đặt một bộ ốc. À cực á. Mình đặt một bộ ốc mới. Nó không có cái chụp mà nó đúng số á của hãng luôn, mà chưa có hàng các bạn. Trời ơi, nặng khiếp. Bum bum bum. Nặng lắm nha các bạn, chứ không phải giỡn đâu nha. Rất nặng. Sử dụng bằng hơi. Lát chú tròn bắn mấy cái à. Bóp bóp á. Đò cần ký, đò ký. Ở cái trên cái trục đường quốc lộ này là nếu mà ai không quen là chịu không nổi các bạn, xe lớn chạy liên tục. Âm âm ao ao luôn. Bình thường á mình đi xe á, ví dụ như là dọc đường á mà lỡ mà có bị bể bánh xe, cái chỗ nào hoang vắng á, ở đó mình đi chiếc mẹt á thì không có sợ các bạn, tại mình tự mở được cái con ống nó chuẩn. Còn cái chiếc pho này á, cái cái đồ cái phụ tùng nó đâu mình dục đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà cái chìa khóa của nó vô không được con ốc. Cái chìa khóa nó cho đúng sai ấy, nhưng mà do cái vỏ nó bỏ bên ngoài nó bị nở ra cái đồ nắp chụp đây nè.
nắp chụp này nè, nó bị nở ra xong rồi nó tuôn luôn, nhét không vô, nhét nó không vô nè, cái này vô nè, giống vậy nè, đó nó vậy nè bạn. Đúng ra là nó phải vô được nhưng mà do cái này cái nắp chụp bên ngoài thôi, nó bị nở ra xong cái khóa mà theo xe nó cho mình nhét vô không được, cho nên đối với xe này là bó tay luôn. Xe này mà bị bể bánh là chỉ có bó tay thôi, chỉ có alo cho giá giỏ lưu động thôi, chứ hồi đó mình đi chiếc mẹt là mình tự giá luôn, tự ra tự thay bánh chứ lộn, chứ không phải tự giá thay bánh, là quăng cái bánh lủng vô cốp xe về đi giá sau. Này lúc mình siết mình đâu cần siết chặt quá, chạy nó rút vô nữa không chú? Đủ loại không hả? Nhức đầu luôn, quá trời đủ kiểu tạp luôn. Này là mình đang dặn cho nó vô răng sâu sâu, rồi mình lát mình dùng máy mình bắn cho chặt. Phải anh chó này nãy thấy cô đi tìm nè, chứ phải nó không? Con mượn bắn mấy cái chú, bắn phụ chú cái không được không? Gãy ốc à? Gãy ốc hả? Phải có nghề bắn mới được các bạn ơi. Rồi được rồi. Ok, hên quá. Giờ xả cái xả gì quên rồi, cái ben, xả ben xuống. Ok, thử tay hả? À, ốc dở. Hên các bạn đi giữa đường bể bánh xe mà bể hai lỗ luôn ha. Mà hên là tìm được cái chỗ giá gần gần. Cái bánh bên kia nãy nó xẹp lép luôn, mình chạy nữa nó sẽ gọi là nó bị hư cái vỏ luôn. Nó bị gọi là ta bể mà gãy mấy cái trong đó nó có những cái kẽm á ta, kẽm chỉ rồi á, trong vỏ bánh á, chạy nó gãy luôn, nó sụp cái bánh luôn.
vô tay cái nữa cho nó chắc ha, kỹ á. Gì chú? Cứ gõ cho nó ăn sâu vô mới xiết được, không nó tuột tuôn. Không hiểu á, pho lúc đó thiết kế cái chụp ốc này nó làm cái chụp đó làm cái gì mình cũng chưa hiểu luôn anh. Không biết có phải lỗi thiết kế không. Quên tính cái đường là cái nhôm nó sẽ nở, giãn nở. Xiết quá mốt á, bị nữa gỡ ra đuối nữa. Dạ. Ok. Rồi ok các bạn ơi. Coi như là những ngày cuối năm dính thêm hai cái đinh thì coi như là nói vui vui giống như là trả thêm hai cái hạn nữa ha, những ngày cuối năm là tất toán nợ nần. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi quay review tiếp. À, hẹn mọi người ở những clip lần sau ha. Chúc mọi người xem clip thật là nhiều vui vẻ ha chú ơi. Rồi con cảm ơn chú ơi. Còn hết nhiêu vậy? 140 hả? Rồi